Xin kính chào quý bà con. Trong video lần này, Tiên đang chuẩn bị giao cái giống cây dừa mã lai cho một anh khách ở Long An nha bà con. Anh khách này mua dừa mã lai chu nha. Thì cây dừa mã lai, thời gian cho trái của nó từ khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi sau khi trồng nha bà con. Đây là một trong những giống dừa có năng suất khá là cao và thời gian cho trái của nó cũng khá sớm nên được rất là nhiều quý bà con ưa chuộng hiện nay. Và để biết thêm chi tiết về giá cũng như là cách chăm sóc hay là cách trồng những giống cây dừa hoặc là những giống cây ăn quả mà bà con đang quan tâm á, thì bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 nha bà con. Hoặc là bà con có thể kết bạn Zalo với số đó luôn á, để Tiên có thể tiện gửi bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.